Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ Audio. Và trong video lần này mình sẽ review cho các bạn một em máy phát đĩa có tích hợp rất là nhiều cái nguồn phát như là đĩa CD này, mâm thang này, cũng như là đài FM hoặc là băng cassette. Và với một cái thiết kế cũng rất khá là cổ điển nha mọi người. Đó, nên là rất là phù hợp cho những bạn nào mà đam mê phong cách vintage. Và trong video lần này thì mình cũng sẽ vừa bóc siêu và vừa review chi tiết cho mọi người để xem với cái mức giá hiện tại của em này là khoảng 5 triệu thôi thì mình có thể có một cái trải nghiệm như thế nào về cái em máy phát đĩa này nhé. Và tên của em nó là Victrola The Quincy. Đầu tiên thì về cái thiết kế hộp bên ngoài của em Victrola The Quincy này thì ở trước chúng ta sẽ có một cái hình ảnh của em nó. Đó, mọi người thấy cũng cái phong cách rất là cổ điển, rất là vintage luôn nha mọi người. Rồi, ở mặt sau thì nó cũng y chang mặt trước thôi. Rồi bây giờ mình cũng sẽ bóc siêu ra và để xem trong cái hộp này nó có những gì nhé. Rồi. Và cái em này á thì có rất là nhiều cái nguồn phát, mọi người có thể đổi cái nguồn nhạc để mọi người có thể trải nghiệm được đa dạng hơn rất là nhiều. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ có là một cái jack AV-AV để mọi người có thể kết nối với một em loa khác. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Hiên nhiều. Wow. Thì với cái em mâm thang này á thì mình cũng bóc siêu và cũng sẽ test cho khách trước khi giao nha mọi người. Mọi người thấy cái lớp sơn màu vân gỗ của em này rất là đẹp. Trước mặt của mọi người đây là em Victrola The Quincy. Mọi người có thể thấy thì em này có một cái lớp sơn màu vân gỗ cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang trọng nha mọi người. Khi mà mình decor trong những nhà phòng nào mà có cái thiết kế nó cổ điển một tí, nó vintage tí thì rất là hợp luôn. Ở phía mặt trước chúng ta sẽ có này những cái núm vặn. Mình thấy cái thiết kế này nó rất là đơn giản, rất là tinh tế luôn, không có quá bị cầu kỳ nha mọi người. Ở bên này chúng ta sẽ có là những cái nút mà để mình chuyển các cái nguồn phát nhạc. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ có là phono này, để CD này. Đấy, hoặc là AUX này, hoặc bên này là có đài FM và Bluetooth. Rồi bên này sẽ là một cái cổng chuyển Bluetooth và đài FM nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có là chỗ này chính là cái mặt đồng hồ để chúng ta có thể điều chỉnh những cái đài FM của mọi người. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có bên này là cái núm vặn volume. Cái thiết kế cũng cầm nắm vào khi mà vặn nó cũng rất là thích tai. Trên này sẽ có những cái nút điều khiển như là play bài này, hoặc là chuyển đổi giữa các kênh với nhau. Ở phần mặt trước, cái điểm đặc biệt của em này nữa, ở phần mặt trước chúng ta sẽ có một cái jack 3.5 để mình có thể kết nối với tai nghe này hoặc là qua một em loa khác. Ở phần dưới này chúng ta sẽ có là cái đầu nguồn vào của đĩa CD nha mọi người. Đó, thiếu nữa mình sẽ cắm điện vào sẽ bật ra cho mình mọi con. Bên này chúng ta sẽ có là một cái nút power để bật tắt em này nha mọi người. Phía mặt sau của em này cũng khá là đơn giản thôi. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn này và một cổng AUX để mình có thể kết nối với lại những cái em loa khác cũng được. Phía mặt sau thì cũng không có điểm gì mà quá nổi trội để mình có thể nói tới. Về cái mở của em này thì ở đây sẽ có một cái chỗ cài khi mình mở lên. Mọi người phải nhớ cài cái này nha, cài lên như thế này. Phần trên này chúng ta sẽ là đĩa mâm thang nha mọi người. Thì nó sẽ có hai cái kích cỡ để mọi người có thể kích cỡ đĩa mâm thang để mình có thể chọn 12 inch hoặc là 7 inch. Bên này cũng sẽ có những cái đầu kim. Nhưng mà cái vấn đề em này là nó sẽ không có tự động như là những cái dòng mâm thang của hãng Audio Technica. Tức là mình phải lấy cái tay, mình đẩy cái kim qua thì nó mới chạy được. Còn những cái loại mâm thang của Audio Technica thì mình chỉ cần những nút play thôi là cái kim sẽ tự động qua nha mọi người. Về cái thiết kế ở phần trong thì cũng vẫn có một chân gỗ cũng khá là đẹp. Còn cái chân này mình thấy cũng khá là cứng cáp mọi người. Khi mọi người mà phát nhạc qua đầu đĩa thang á thì mọi người có thể đóng em này lại để cho nó đỡ cái vấn đề mà bụi bặm nó bám vào. Thì đó là tổng quan về cái thiết kế của em này. Chúng ta sẽ có một cái đầu cassette nha mọi người, cái băng cassette á. Thì với những cái băng cassette này hoặc là đài FM á thì hiện tại bây giờ thì cũng khá là hiếm người dùng. Bởi vì băng cassette thì cũng hiếm trên thị trường, hiếm có trên thị trường rồi. Còn về đài FM á thì ngoại trừ những mọi người nào mà làm tài xế này thì mới sử dụng nhiều đến thôi. Còn khi mà mình decor trong văn phòng mình á thì chủ yếu là mình sử dụng đĩa CD nè hoặc là đĩa mâm thang thôi. Bên này sẽ có một cái đầu FM nha mọi người. Xin lỗi mọi người, nó là đầu cassette mọi người. Đấy, thì cái thiết kế cái nút nhấn của nó cũng khá là ấn tượng. Đấy, nhấn vào cũng khá là chắc tay. Và vì em này nó là một cái máy phát nhạc nên là nó sẽ có tích hợp thêm loa nữa nha mọi người. Chỉ cần về cắm nguồn cho nó và đặt đĩa thang vào hoặc là đĩa CD vào là có thể play nhạc được rồi. Thì bên hai bên hông này này, chúng ta sẽ có là hai cái loa tích hợp chỉ có 5W thôi. Nên là cái về vấn đề mà chất âm á thì em này chỉ nghe những dòng nhạc du dương, nghe đủ để nghe thôi.
Còn nếu mọi người muốn nghe chi tiết hơn, nghe hay hơn nữa thì mọi người có thể kết nối với những em loa Bluetooth hoặc là em loa có cổng AUX. Ví dụ mình cũng có một cái clip về top 5 mẫu loa Bluetooth mình mới vừa lên đó. Mọi người có thể tham khảo về những mẫu loa đó, mình có để đường link bên góc bên tay phải nhé. Và đó là những tính năng được tích hợp trong em Victrola The Quincy. Thì theo mình á, thì với em này mình chỉ cần, không phải là mình cần, mình nên sử dụng mâm thang hoặc là đĩa CD thôi, tại vì nó khá là dễ kiếm trên thị trường Việt Nam hiện tại. Còn về băng cassette này cũng như là đài FM á, thì cũng khá là khó dò đài này, và cũng như là khi mình để ở nhà thì cũng chắc cũng không có hiếm khi mình nghe về đài FM đâu mọi người. Và về thiết kế của em này á, nãy mình quên nói về trọng lượng của em này, thì trọng lượng của em này khoảng tầm đâu đó khoảng 3-4 kg thôi, cũng khá là nhẹ. Nhưng mà kích thước về ngang của em này cũng khá là bự nha mọi người, nên mọi người cân nhắc về những cái kệ của mình. Nếu mà cái kệ mình quá nhỏ thì em này có thể là nó sẽ hơi dư ra một tí, sẽ không đẹp. Thì đó là tổng thể của thiết kế của em này về trọng lượng cũng như là kích cỡ, để mọi người có thể cân đối để xem coi nó phù hợp với cái không gian phòng của mình không nhé. Và với mức giá hiện tại của em này khoảng 5.1-5.2 triệu, thì theo mình nghĩ em này dùng để decor cực kỳ là hợp lý. Cũng như là những cái tính năng được tích hợp cho em nó 6 trong 1 cho một cái máy phát nhạc như thế này thì cũng khá là đáng để mọi người có thể trải nghiệm. Và nếu mọi người muốn trải nghiệm trực tiếp về những cái mẫu mâm thang, hãy đến ngay showroom của Thiên Vũ Audio tại địa chỉ 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Và mọi người thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ. Và mọi người có thắc mắc gì hãy để lại phía comment nhé.